Thưa quý vị, nhiều hecta rừng tự nhiên cần được bảo tồn và phục hồi ở khu vực giáp danh giữa xã Kim Hóa, Lê Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bị các đối tượng chặt phá. Và điều đáng nói là việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại đây diễn ra khá quy mô và trắng trợn. Cây rừng vừa bị đốn hạ, nằm la liệt khắp các lối đi. Rừng ở khu vực này bị cạo trọc, không còn một cây nào. Nhiều cây gỗ có đường kính lớn từ 10 cho đến 50 cm bị hạ vẫn còn tươi nhựa. Trong quá trình tuần tra, chúng tôi đã kịp thời phát hiện vụ phá rừng tại địa bàn xã Kim Hóa và Lê Hóa giáp ranh với huyện Minh Hóa. Chúng tôi đã chỉ đạo bảo vệ nguyên hiện trường, không được để các đối tượng lén lút thu dọn hiện trường, trồng cây trái phép trên diện tích chặt phá gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý. Đồng thời điều tra xác minh làm rõ các đối tượng phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị phá và xâm lấn trên địa bàn hai xã Kim Hóa và Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa có tổng cộng 9 khu vực, rộng gần 6 hecta, trong đó có hơn 4 hecta rừng tự nhiên và gần 2 hecta đất rừng lâm nghiệp bị lấn chiếm. Sau khi về phía huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức các cái đoàn để kiểm điểm lại diện tích rừng bị phá và đề xuất cái phương án xử lý. Liên tiếp trong nhiều năm qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Quảng Bình vẫn diễn ra. Chính quyền địa phương cần phải quyết liệt hơn trong công tác điều tra, tổ chức ngăn chặn để những cánh rừng mãi xanh.